Xin chào quý vị và các bạn. Trước màn hình quý vị và các bạn đang xem là hai chim cút mới nở luôn nữa quý vị. Nay mình quay cận cảnh để quý vị cùng xem. Chim nó mới nở ra, nó chưa có khô lông nữa quý vị. Lông nó hiện tại vẫn đang ướt. Nhìn nó lạnh nữa quý vị. Này. Mới nở có hai con à. Còn mấy trứng nó đang gõ mỏ để chui ra quý vị, trứng này cũng đang gõ mỏ nè. Đây. Còn nhiều trứng gõ mỏ lắm. Này nó mới nở trước được hai con rồi. Đây bắt là như quý vị xem cận cảnh. Lông nó cũng chưa khô nữa quý vị. Nó còn hơi ướt. Cái này mình nghĩ chắc nó mới nở chắc cỡ nửa tiếng đồng hồ à. Nửa tiếng tiếng mình đoán vậy đi, tại nãy mình nghe kêu mình mới mở ra. Được hai em. Nhìn dễ thương không quý vị? Nhìn như nó giống như con chim sâu sẽ sẻ mới nở chút xíu xíu. Chắc mình nghĩ chút nó khô lông cho nó bự lên nè. Hiện tại mình để trong cái thùng này cho xíu à. Mình có mấy trứng mình để đây mình đắp chơi. Thùng bề ngang chưa tới găng tay nữa các bạn. Bề ngang nói chung là hình vuông luôn, chưa tới găng tay. Lạnh, giờ này nó lạnh rung. Mình có chuẩn bị cái đèn rồi các bạn. Chút nữa mình sẽ gắn vô. Mình chờ mấy em này nở hết rồi mình sẽ sang qua cái thùng mới á. Mình sẽ gắn bóng đèn vô. Cái thùng mới mà thùng bự hơn quý vị, thùng này nó hơi nhỏ rồi. Cái này là mình ấp chơi quý vị, cái này mình học cũng không cần gắn cái bóng đèn này nữa. Nếu mình gắn cũng được, không gắn cũng được nữa. Gắn thì nó nhanh nở hơn chút. Còn cái trứng này là trứng mình mua trứng cút lộn rồi. Thường thường mình mua trứng cút lộn không? Mình hay ấp vậy mình nuôi chơi lắm. Cứ mình nuôi lớn lên cái rồi thì mình để cho nó đẻ trứng rồi mình mua trứng cút lộn về mình ấp đời khác vậy đó, mình ấp lần 20 trứng á. Vậy quý vị xem là mình có rất là nhiều clip về nói về chim cút. Mình không có đất để rộng nuôi số lượng nhiều, mình thì nuôi cỡ 10 con 20 con hoặc 7 8 con chơi vậy. Chủ yếu mình thích nuôi thôi. Còn nuôi lớn lên mình thích thì để cho trứng, không thích thì mình ăn cũng được quý vị. Chứ quý vị nuôi lớn quá mà nhiều nữa mà quý vị không ăn thì cũng đâu có làm gì đâu. Nhìn đẹp quá vậy. Mình thích nhất là nuôi lớn lên đẻ trứng để lượm trứng đó, nhìn đã lắm. Đến lúc nó không đẻ được thì mình xử nó luôn. Nhưng mình ăn cũng ít lắm, đa số mình nuôi lớn mình cũng cho người ta cũng hơi nhiều. Thôi mình tạm thời để đây chút xíu nữa là mình coi em nào nở rồi mình quay luôn để quý vị và các bạn cùng xem luôn. Giờ tạm thời hai con trước. Sau nửa tiếng đồng hồ thì nở được thêm con rồi quý vị. Này mới nở nãy giờ chắc nó nở nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi đó. Nãy mình cũng đoán được gì chứ mình đoán ở trong hơn nửa tiếng nở được thêm con đây nè. Mình nhìn thấy cưng quý vị. Giờ mấy con này khô lông giờ nhìn giống gà con, nó hơi giỏ. Hiện tại mình nở được 3 con rồi. Hay á quý vị. Đầu tiên nó chui cái mỏ ra trước, cái đầu là nó đục khoét vòng đây. Nó chui ra ngoài. 20 trứng thì hiện tại còn 17 trứng chưa nữa. Nở tiếp được hai con nữa quý vị ơi. Nãy giờ chắc tầm cả hơn 35 phút rồi đó, nãy giờ mình cũng có canh nè. 35 phút tới 40 à. Giờ nở hai con luôn. Còn nó mới nở ra luôn, cái này là mới nở luôn quý vị. Đây, nó còn ướt luôn á. Quý vị thấy không, nó ướt luôn, mới nở ra luôn. Đang tập đi hai em. Em này nữa. Em này chắc nở trước nữa quý vị. Còn em này là mới nở luôn nè. Mới chui ra nè. Nãy em thấy chui ra mình đi lấy máy quay. Tổng cộng hiện tại giờ là xa, lúc mình quay tới giờ là được 5 con nữa quý vị ơi. Hai con này. Nhìn dễ thương á. Ở trong kia 3 con nữa. Mình nghĩ chắc giờ tới chiều nó cũng sẽ nở thêm vài con nữa. Có trứng này sao có em này nó không chịu chui ra mà nó nằm hoài mày quý vị ơi, nó gõ mỏ nè. Không biết có cần mình hỗ trợ không. Nó lúa cái mỏ ra rồi nè. Nhưng có những trứng gì khi nó gõ không nổi mình phải hỗ trợ quý vị. Và em này cũng đang chui ra gõ mỏ rồi đó, đó đó quý vị thấy không? Cận cảnh luôn á. Nó lúa đã thở. Thở quý vị.
Còn 5 em giờ được 5 em rồi, 3 em kia thì 2 em đi cũng hơi cứng rồi, còn một em này cũng khô này. Hai em này thì mới nở. Nên chưa có đứng được, cái vị nó lăn 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 lăn. Nhìn dễ thương đó. Để mình coi hiện tại có được mấy trứng. Một trứng này nó Hai con này mới ra mà là chưa khô nữa mà. Thôi có gì chút nữa mình quay tiếp nha quý vị. Rồi nở thêm một con nữa quý vị ơi. Em này mới lọt lòng ra luôn. Đây cũng còn em đang chuẩn bị ra nữa quý vị đây. Để mình lấy lên nè. Đây, em mà chuẩn bị ra nữa nè quý vị. Để lấy nét lại. À, quý vị thấy không? Hiện tại là giờ là đang em này mới chui ra luôn. Hiện tại ban đêm nha quý vị, mình đang quay đèn lát nên nó hơi tối, mong quý vị xem thông cảm. Họ chỉ là 5 con, bây giờ thêm một con nữa là 6 con rồi, và một con là chuẩn bị nở nữa đó quý vị. Đấy, con này mới nở ra nè, mới chui ra luôn. Nó mới nở đó quý vị ơi. Đó, nhìn cưng không? Hôm nay là mình sẽ cập nhật là từ đầu tới cuối luôn nha quý vị, để quý vị và các bạn cùng xem. Thấy thích thì quý vị ấn kênh ủng hộ mình nha. Đó, em nó mới ra đang lạnh, để đây cho mấy con này ấm lại. Rồi, tạm thời thì mình sẽ chờ thành viên mới nữa, quý vị chờ một chút xíu nữa. Nãy giờ mình cũng ngồi canh dữ lắm đó quý vị. Mà cái trứng này con kia nó nở ra rồi, coi cái trứng trước hai trứng. Hai trứng nãy mình quay là hai trứng nha quý vị. Mà em trứng trước đó, nở ra rồi, gần đi được rồi. Còn em này chưa chịu chui ra nữa. Vẫn đang nằm nè. Động đậy nè. Đây. Vẫn đang động đậy gõ ra. Mà có cái trứng á mới chỉ mới thôi. Chứ ngoài giờ là muốn ra trước đây quý vị đây. Để mình lấy nét coi. Trứng này giờ đục là muốn ra rồi quý vị, đục gần xong rồi. Hình như con này là chắc mình nghĩ là ra trước. Con này trứng này ra sau, hồi nãy một cặp còn một con ra trước, mình tưởng là con này ra trước nè, nhưng ai ngờ giờ thêm một trứng nó đang đục ra nữa. Rồi bé thứ bảy đã nở rồi quý vị ơi. Đây em nó chạy tung tăng trong đây nè, lông nó còn ướt quá nó chưa có đứng dậy được luôn. Mấy chị em nó hiện tại là mình 6 con đầu tiên là nó đã khô lông rồi, nó chạy vòng vòng rồi quý vị. Còn con này thì nó mới nở, nó lạnh, nó nằm cho queo nè. Để bắt lên cận cảnh quý vị xem. Đây mới nở luôn quý vị thấy không? Mà thành như cái con này nó hơi yếu á. Mong rằng bé thứ bảy này sẽ khỏe mạnh như các chị em đó. Ừ, hơi yếu quý vị. Lông còn ướt nữa. Còn trứng nãy mình dự đoán thì nó vẫn chưa nở nữa. Thành như dự đoán bị sai nè, còn nó không chịu ra. Nó lạnh nó sao, nó nằm trong quý vị nè. Nó cắt được nửa trứng rồi đó. Đó. Một trứng đây thì cũng đang đục mỏ cái vỏ trứng đó quý vị. Thì nó nứt thế nào, nó nứt đây nè. Chuẩn bị đục ra đó, đây. Hiện tại thì mình cập nhật là em thứ bảy ra đời rồi, 6 em kia khỏe rồi. Thôi giờ mình sẽ đóng thùng này lại cho mấy em này nó giữ đồ ấm đó quý vị. Chút nữa thì có ra con nào nữa mình sẽ quay tiếp. Hiện tại thì gia đình Cúc thì được 7 con, một con người đang ra. Mong quý vị chờ đợi chút xíu. Thành viên thứ 8 đã chào đời rồi quý vị ơi. Đây thành viên thứ 8 đây, mới ra luôn, nãy mình mới mở nắp ra thấy em nó chui ra rồi đây. Mới chui ra cái chắc luôn, cái này là mới chui ra luôn quý vị. Lông nó còn ướt luôn. Gia đình Cúc đón nhận thành viên thứ 8 đây quý vị, đếm trong đây là 7 con nữa không? 2 4 6 7 con rồi. Đó, để mình không có nói xạo mà. Đây thành 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 viên thứ 8. Nói chung thì được 8 thành viên, còn ví dụ như nó có chết thì nữa là mình cũng không biết nữa. Thì chuyện nó tính sau đây, giờ mình chỉ đếm trước là 8 thành viên. Tại mấy con cút con là nó sống chết thì chưa biết, nào lớn chút nữa mình chắc ăn quý vị. Nay mình có những con nó nở trước á, mình sợ nó đói mình làm một cái khay thức ăn bên đây rồi. Cái này là thức ăn gà con đó quý vị, mà mình tâm duyễn rồi đó, để bữa nào mình làm một clip sau.
Rồi mình sẽ tiếp tục chờ thành viên mới nha quý vị. Hiện tại là vẫn còn mấy thành viên đang chui ra đây. Đây đang con này vẫn đang đục đây quý vị. Để đó. Và cũng có mấy thành viên này nó cũng gõ mỏ rồi. Đây luôn, vẫn đang du mỏ thở đây. Và đây nữa. Chắc mình nghĩ nội ngày hôm nay nữa là chắc nó sẽ nở đủ. Đây thành viên thứ 8 đây. Lông còn ướt, còn lạnh luôn, không biết thấy yếu quá đây. Thành viên thứ 7 thấy cũng yếu mà hôm nay thấy khỏe rồi quý vị. Bây giờ chạy tung tăng trong đây nè. Còn thành viên thứ 8 này cũng còn mong y chang vậy. Rồi, mình sẽ chờ thành viên thứ 9 nha quý vị. Đây lắp lại cho nó ấm. Nhìn cưng quá. Hôm nay em đòi ăn rồi đó, bắt đầu biết ăn rồi quý vị. Thành viên thứ 9 đã nở rồi quý vị. Mới nở luôn. Đây thành viên thứ 9 này còn rất là yếu luôn. Đây quý vị. Hiện tại là mình được 8 con khô lông rồi và một con mới nở, con thứ 9. 3 4 4 con bên đây, 4 con bên kia là 8, nhưng con ở giữa mới nở là 9 quý vị. Em thứ 9 cũng khô lông rồi quý vị ơi. Nãy mấy trứng kia nó không nở, nó hư rồi mình bỏ luôn rồi. Giờ 9 con này nó khô lông. Hai mình ấp 20 trứng mà nở 9 con. Giờ dính mấy em dễ thương quý vị. 20 trứng mà nở được 9 con cũng được quý vị, không tới nổi. Cái mình leo lên ăn sao té xuống vậy cũng được luôn. Nhưng còn yếu quý vị, con thứ 9 này còn yếu. Mình dốt đây chiều chiều mình rảnh mình nói chung để rảnh là mình sẽ sang qua thùng mới quý vị. Thôi mình cũng xin kết thúc clip tại đây, hẹn quý vị clip sau. Cái vài bữa nữa mình qua thùng mới rồi mình quay tiếp. Giờ mới nhìn mấy em như con gà vậy.